Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tụi mình, kênh Tahaqui Wifi. Và hôm nay tụi mình cũng sẽ mang đến cho các bạn một cái em sản phẩm đến từ nhà Ruchi. Đó chính là Ruchi RG Wrap 73HD, một cái thiết bị Wi-Fi công nghệ mới hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7. Vậy cái em này có cái điểm gì đặc biệt thì hãy cùng tụi mình khám phá ngay trong cái video clip lần này. Khi đi sâu vào sản phẩm, tụi mình sẽ tìm hiểu một chút về cái công nghệ Wi-Fi 7 hay còn được biết đến là chuẩn IEEE 802.11BE. Đây là cái chuẩn kết nối mạng không dây và cũng chính là cái phiên bản tiên tiến nhất hiện nay được phát triển dựa trên cái nền tảng là chuẩn Wi-Fi 6 và Wi-Fi 6E. Nó có cái khả năng tốc độ đạt lên tới 46 Gigabit và hoạt động tốt trong cái dĩ băng tầm 6 GHz, phù hợp cho cả môi trường bên trong và lẫn bên ngoài. Và cái chuẩn Wi-Fi này không chỉ tăng cái tốc độ mà còn cải thiện cái khả năng kết nối cũng như là ổn định mạng trong những cái khu vực đông cái mật độ sử dụng như là văn phòng hoặc là những cái trung tâm hội nghị hoặc là khu vui chơi. Và cái em Ruchi RG Wrap 73HD này là một trong số những cái thiết bị tiên phong sử dụng cái chuẩn Wi-Fi 7 này. Về phần thiết kế thì tụi mình sẽ thấy đây là một cái thiết kế khá là hiện đại, và với cái kích thước khoảng 258mm cho chiều dài và chiều rộng, độ dày thì khoảng 59.5mm, và cái trọng lượng chưa tới 2kg, các bạn có thể dễ dàng lắp đặt chúng ở bất kỳ đâu mà không có chiếm quá là nhiều không gian. Và cái em này còn hỗ trợ chuẩn BOE, nó có nghĩa là các bạn chỉ cần một cái dây mạng cho cả cấp nguồn và truyền tải dữ liệu, giúp cho cái việc lắp đặt cũng trở nên dễ dàng hơn và tiện ích hơn. Và giờ thì tụi mình sẽ chia sẻ một số cái tính năng mà em này mang lại. Thì em Ruchi RG Wrap 73HD này sẽ hoạt động ổn định trong cả ba băng tầm là 2.4GHz, 5GHz và 6GHz, mang đến một cái tốc độ Wi-Fi đạt lên đến 18.658 Mbps, một cái con số rất là ấn tượng. Ngoài ra thì cái em này có cái công nghệ 4K WAM, một cái công nghệ mà giúp cho thiết bị có cái khả năng nén dữ liệu tốt hơn, mang đến một cái tốc độ truyền tải nhanh chóng hơn và mượt mà hơn, ngay cả những cái môi trường hoặc là những cái khu vực có nhiều người sử dụng. Ngoài ra thì em này còn tích hợp cái tính năng Multi-Clean Operation, một cái tính năng giúp cho thiết bị có thể nối cùng một lúc trên nhiều băng tầng, nâng cái hiệu suất lên đến 20%. Và khi mà nói đến mạng thì các bạn không thể nào mà bỏ qua cái yếu tố bảo mật. Đây là một trong số những cái yếu tố rất là quan trọng. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm rằng cái em này có cái hỗ trợ, có cái sự hỗ trợ chuẩn bảo mật PA3. Đây là một cái chuẩn do Wi-Fi Alliance giới thiệu vào năm 2018, đảm bảo an toàn cho dữ liệu của các bạn một cách tuyệt đối. Và ngoài ra thì em này còn hỗ trợ cái tính năng Smart Roaming, giúp cho các bạn có thể thoải mái di chuyển ở những cái điểm phát Wi-Fi mà không có lo là sẽ bị mất kết nối hay là bị giật lắc. Ngoài ra thì em này còn có một cái khả năng đặc biệt nữa, đó chính là cái khả năng tự động điều chỉnh cái kênh phát sóng, giúp cho tránh cái việc nhiễu và đảm bảo cái kết nối được ổn định hơn, và các bạn cũng có thể dễ dàng quản lý và quan sát mọi thứ thông qua ứng dụng ở trên điện thoại. Còn về độ bền thì cái em Ruchi RG Wrap 73HD này hoạt động tốt trong cái môi trường từ 0 độ C cho đến 40 độ C và có cái khả năng chịu độ ẩm cho đến 95%. Nó còn đạt cái tiêu chuẩn IP41 về cái khả năng chống bám bụi và chống nước nhẹ, cho nên là các bạn không cần phải lo lắng, bởi vì cái em này có thể
được hoạt động ở nhiều cái môi trường khác nhau. Và về việc lắp đặt thì các bạn cũng rất là dễ dàng trong cái việc lắp đặt, bởi vì các em này có thể lắp đặt ở trên trần nhà, trên tường hoặc là ở trên bàn, bất cứ đâu mà các bạn muốn. Ngoài ra thì như hồi nãy mình đã có thông tin lúc nãy thì cái em này có hỗ trợ BOE cho nên là rất là dễ dàng trong cái việc lắp đặt và cũng như là tiết kiệm chi phí hơn, bởi vì các bạn chỉ cần một cái cáp mạng duy nhất thôi. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì có thể các bạn sẽ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc về sản phẩm, các bạn có thể comment ở phía bên dưới, tụi mình sẽ giải đáp hết tất tần tật những cái câu hỏi của các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem, và hẹn các bạn ở những cái video lần sau.